Quý vị và các bạn thân mến, bộ phim Lựa Chọn Số Phận đang đi đến những diễn biến phức tạp. Tâm điểm vẫn là sự mất tích của Đức. Nôn nóng tìm ra tung tích của Đức nhất vẫn là Long Đại Ca. Vì nếu như không tìm thấy tung tích của Đức, thì kế hoạch của hắn sẽ tan thành mây khói. Vì vậy mà hắn hết dò xét mẹ con Trang, lại đến hăm dọa Thành luật sư. Tuy nhiên, cả hai đầu mối trên đều không đem lại kết quả gì, khi mà Trang đã cho hắn biết là sẽ không có cơ hội nào khai thác được thông tin của Đức từ Trang. Còn đối với luật sư Thành, thì Thành đã chót nhận tiền của ông Lộc rồi, thì sẽ không có lý do gì mà lật lọng. Cho nên cả Thành và Nghĩa sẽ có những kế hoạch đối phó với Long Đại Ca. Về phần Đức thì ông Lộc vẫn chưa tìm được giải pháp nào có thể có được bộ hồ sơ bệnh án tâm thần của Đức. Rồi ông sẽ xoay sở thế nào về vấn đề này? Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi. Đối với bà Trinh thì tình hình cũng là tạm ổn, bởi ông Lộc đã bớt căng thẳng từ khi biết bà mắc bệnh Lan Y, và ông Lộc cũng có hướng tạo điều kiện cho bà đi điều trị bệnh. Điều này khẳng định rằng ông đã có chút thay đổi suy nghĩ đối với bà. Còn bà Trinh thì vẫn đang muốn biết chuyện của Trang và Cường. Bà sẽ ủng hộ tình cảm của hai người, và bà sẽ là cầu nối cho đôi bạn trẻ xích lại gần nhau hơn. Đối với Cường thì Cường vẫn kiên nhẫn chờ đợi sự hồi âm của Trang, mặc dù có đôi chút tuyệt vọng. Còn chuyện của gia đình Cường và cơ quan, Cường cũng đang rơi vào tình thế bế tắc, khi mà Cường đã đi ngược lại với lối dẫn dắt của bác ruột. Cường sẽ phải đối mặt với sự sức ép của mẹ, của bác và cả của cơ quan nữa. Vâng, câu chuyện sẽ đi đến đâu, sẽ diễn biến như thế nào? Đại Nghĩa xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những tập tiếp theo của bộ phim Lựa Chọn Số Phận. Đại Nghĩa xin kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ bên gia đình, bạn bè và người thân. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Đại Nghĩa nhé. Đại Nghĩa xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở những tập tiếp theo.